Những triết lý muôn đời giá trị của Thiền sư Thích Nhất Hạnh phần 1 có thể khiến bạn sống hạnh phúc, bình an hơn đấy. Niềm hy vọng là điều rất quan trọng, nó giúp cho hiện tại bớt khắc nghiệt. Nếu ta hy vọng rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, ta sẽ chịu đựng được khó khăn của hôm nay. Tĩnh lặng là điều cốt lõi, chúng ta cần tĩnh lặng như chúng ta cần không khí, như cái cây cần ánh sáng. Nếu tâm trí chúng ta lúc nào cũng đầy những từ ngữ và suy nghĩ, thì lấy đâu ra không gian cho chính chúng ta? Nếu bạn yêu ai đó, nhưng hiếm khi dành thời gian cho họ, thì đó không phải tình yêu thật sự. Nói tôi yêu bạn có nghĩa là tôi có thể mang tới cho bạn sự bình yên và hạnh phúc. Để làm được điều đó, trước tiên, chính bạn phải là người có được những điều đó đã. Mỗi hơi thở, mỗi bước đi của chúng ta có thể lấp đầy bởi bình an, hạnh phúc và sự thanh thản. Chúng ta được tạo ra từ ánh sáng. Chúng ta là những đứa trẻ của ánh sáng. Chúng ta là con cái của thần mặt trời. Thời khắc hiện tại tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Chỉ cần bạn để tâm, bạn sẽ nhìn thấy chúng. Chúng ta cần học cách nghỉ ngơi và thư giãn. Nó giúp ta phòng chống bệnh tật và giảm ngừa căng thẳng. Nó giúp ta có tâm trí sáng suốt để tập trung giải quyết các vấn đề. Mỗi người chúng ta nên tự hỏi mình, tôi thật sự muốn gì? Trở thành người thành công số 1 hay đơn giản là người hạnh phúc? Để thành công, bạn có thể phải hy sinh hạnh phúc của mình. Bạn có thể trở thành nạn nhân của thành công, nhưng bạn không bao giờ là nạn nhân của hạnh phúc. Hãy bước đi như thể bạn đang hôn trái đất bằng bàn chân của mình. Thấu hiểu nỗi đau của người khác là món quà to lớn nhất mà bạn có thể trao tặng họ. Thấu hiểu là tên gọi khác của yêu thương. Nếu bạn không thể thấu hiểu, thì bạn chẳng thể yêu thương. Cội nguồn của tình yêu nằm sâu trong mỗi chúng ta. Chúng ta có thể giúp người khác hạnh phúc. Một lời nói, một hành động, một suy nghĩ cũng có thể làm vơi nỗi buồn và tăng hạnh phúc cho người khác. Đôi khi niềm vui mang tới nụ cười, nhưng cũng đôi khi chính nụ cười mang tới niềm vui. Hạnh phúc là được là chính mình. Bạn không cần phải được thừa nhận bởi người khác, chỉ cần chính bạn thừa nhận mình là được rồi.